Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên giờ ra sao sau khi có cuộc điều tra từ thiện? Sao kê từ thiện là cụm từ hot nhất mạng xã hội năm 2021. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi CEO Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty tại Việt Nam, lên sóng livestream tố các nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Trước các thông tin mà nữ đại gia Bình Dương đưa ra, thì đa số khán giả đều yêu cầu các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng công khai rõ sao kê các khoản thu chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi. Cuối tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 115601 ngày 23 tháng 11 năm 2021. Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng, dù được minh oan trong việc bị tố ăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ từ miền Trung vào cuối năm 2020, thì hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khó lấy lại lòng tin của công chúng. Hoài Linh không ăn chặn chỉ là anh quên mà thôi. Nếu sự việc không bị bại lộ thì Hoài Linh quên đến bao giờ? Một khán giả bình luận. Đầu tháng 11, Dương Triệu Vũ, em ruột của Hoài Linh, tiết lộ sức khỏe nam danh hài không tốt từ hồi đầu năm, nhất là sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và liên tục bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các video livestream. Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên mạng xã hội quá nhiều. Gần nhất là hồi đầu tháng 8, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột. Kể từ sau khi kêu gọi ủng hộ miền Trung 2020, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên vướng ồn ào không minh bạch rõ ràng. Thậm chí còn có tin đồn Công Vinh Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ nhưng chỉ công bố hơn 177 tỷ và ăn chặn tiền từ thiện. Hồi tháng 9 năm 2021, Công Vinh Thủy Tiên đã đến trực tiếp ngân hàng và livestream công khai 18.000 trang sao kê số tiền từ thiện. Theo nữ ca sĩ, mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận việc tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm 2020 có đúng như con số công bố hay không. Theo đó, tổng số tiền vợ chồng Thủy Tiên đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 182 tỷ đồng. Nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được. Về tin đồn sử dụng 3 số tài khoản trong thời gian kêu gọi, Thủy Tiên khẳng định chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2, thứ 3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Khác với Hoài Linh, Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn tỏ ra bình thản khi Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động từ thiện. Thậm chí ông Hoàng Nhạc Việt còn làm đơn tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng về việc nhiều lần vu khống anh trên sóng livestream. Trước khi sang Mỹ, Mr. Đàm đã trang trí lộng lẫy biệt thự 60 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Noel và năm mới cận kề. Nam ca sĩ cũng chụp một bộ ảnh nhiều màu sắc tại đây khi diễn những bộ hàng hiệu đắt giá. Trước tin đồn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối lên tiếng. Sau khi công an có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề khác sau. Thời điểm này chúng tôi lên tiếng rất dễ bị xuyên tạc, quản lý truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng nói. Vị đại diện cũng cho biết C03 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan.